Chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ vào bếp để chia sẻ với các bạn cách xông làm sao để cho nó xông được đúng cách và thời gian xông như thế nào để sức khỏe của chúng ta được tốt nhất và không ảnh hưởng đến cái đường hô hấp của mình các bạn nhé. Mình mời các bạn sẽ vào bếp cùng với mình ngay bây giờ để lắng nghe những trải nghiệm của mình khi sau khi mà mình mắc Covid và cách xông làm sao để cho nó hiệu quả và tốt cho sức khỏe các bạn nhé. Chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ vào bếp để chia sẻ với các bạn cách làm một cái nồi nước xông hiệu quả và cách xông như thế nào để sức khỏe của chúng ta được tốt nhất và không bị ảnh hưởng đến cái đường hô hấp khi mà các bạn bị các cái bệnh như là bị cảm này hay là mình bị Covid, đặc biệt là bây giờ đang Covid rất là nhiều thì chắc hẳn là nhà ai cũng xông rồi, nhưng xông như thế nào để tốt nhất cho sức khỏe thì không hẳn là ai cũng biết các bạn nhé. Ở đây thì để chuẩn bị một nồi nước xông cho cả gia đình thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình ở đây đó là lá bưởi, chanh, gừng, sả, tía tô, ngải cứu. Trong cái phần thành phần của lá bưởi nó có cái tinh dầu bưởi giúp cho giải cảm và kháng khuẩn rất là tốt. Cũng như đó, tía tô cũng có cái tác dụng giải cảm. Chính vì vậy mà trong một cái nồi nước xông, chúng ta nên lựa chọn những cái nguyên liệu mà nó có nhiều tinh dầu nhất để kháng lại virus, vi khuẩn, giúp cho cơ thể của chúng ta được khỏe mạnh. Và chanh, trong thành phần của chanh thì có hàm lượng vitamin C cũng như là cái tinh dầu ở phía ngoài vỏ chanh có hàm lượng vitamin C rất là cao, giúp cho cơ thể của chúng ta được khỏe mạnh hơn. Và gừng có tính ấm nóng, khi mà mình xông như vậy sẽ giúp cho cơ thể của chúng ta ấm lên rất là nhiều. Và sả, trong cái thành phần của sả thì nó sẽ giúp cho cơ thể của chúng ta được thoải mái hơn, tinh thần được thoải mái, được minh mẫn và sảng khoái hơn các bạn nhé. Và khi mà chúng ta làm một cái nồi nước xông thì có phải là ai cũng xông được không? Trẻ nhỏ có xông được không? Người lớn có xông được không? Đúng không các bạn? Thì ở đây, câu trả lời ở đây là có, tất cả mọi người đều có thể xông được. Nhưng mà mình xông như thế nào? Khi mà Covid đang nhiều như thế này, mỗi một ngày thì các bạn nên làm một cái nồi nước xông. Tuy nhiên không phải là xông trực tiếp vào mũi, mà các bạn hãy xông ở trong không gian của nhà mình để cho những cái tinh dầu này nó bay khắp nhà, giúp cho tinh thần của chúng ta được thoải mái hơn, được nhẹ nhàng hơn. Bởi vì là khi mà chúng ta bị mắc Covid ấy, thì thường là mình có cảm giác mệt mỏi, khó chịu, ho đờm nhiều. Và khi mà các bạn xông như vậy, nó sẽ làm cho cái đờm ở trong cổ họng của chúng ta nó tan ra, ở cái đường mũi nó tan ra. Thì lúc này các bạn sẽ kết hợp xông ở cái không gian rộng các bạn nhé, thoáng khí, để cho chúng ta có thể khạc nhổ đờm được. Các bạn khạc nhổ đờm được càng nhiều thì càng tốt. Chúng ta tống được hết những cái vi khuẩn, virus ở trong cổ họng của mình ra, giúp cho cái đường thở của mình nó được dễ dàng hơn. Và bây giờ không nói nhiều nữa, mình sẽ chuẩn bị ngay một cái nồi nước xông bây giờ các bạn nhé. Các bạn sẽ cho toàn bộ những cái thành phần này vào trong nồi. Chanh các bạn để nguyên này. Gừng này thì các bạn sẽ đập dập ra nhé. Các bạn đập dập như thế này thì chúng ta sẽ lấy được cái phần tinh dầu nó nhiều hơn. Lá bưởi này. Một cái nồi nước xông giúp cho cả nhà được cảm thấy thoải mái, dễ chịu. Và khi mà các bạn bị mắc Covid ấy, thì đừng lo lắng quá, mà chúng ta hãy có một cái tinh thần thật thoải mái để chống lại mọi bệnh tật nó một cách đơn giản nhất các bạn nhé. Nhà mình thì cả nhà trải qua những ngày Covid rất là nhẹ nhàng, ai cũng khỏe mạnh hết. Đấy. Sau đó thì các bạn sẽ thêm vào đây 2 lít nước. Các bạn bật bếp lên này. Khi mà các bạn làm cái nồi nước xông như thế này ấy, thì cả cái không gian phòng nhà mình nó sẽ tràn ngập cái mùi tinh dầu rất là thơm và cảm thấy thoải mái, dễ chịu. Và mỗi một ngày thì các bạn nên xông nhà trong khoảng thời gian là 30 phút vào buổi sáng, khi mà cả gia đình vừa mới thức dậy xong, mình đi chuẩn bị một cái nồi nước xông. Kết hợp khi mà vừa xông, các bạn uống một cốc
Cốc trà chanh ấm hoặc là trà gừng ấm sẽ giúp cho cơ thể của chúng ta cảm thấy thoải mái hơn rất là nhiều. Và các bạn lưu ý đó là khi mà mình bị mắc COVID thì hãy làm sao để cho cơ thể của chúng ta thoải mái nhất, đừng áp lực quá các bạn nhé. Và đây là những cái chia sẻ rất là từ tâm huyết của mình, từ những cái mà mình đã trải nghiệm. Cả gia đình đã mắc COVID rồi và muốn chia sẻ đến tất cả các bạn để các bạn, những ai chưa mắc COVID thì thật tuyệt vời, còn những ai đã mắc COVID rồi đừng bi quan và hãy làm sao lắng nghe cơ thể mình để xem cơ thể mình đang mệt mỏi chỗ nào, đang yếu chỗ nào thì chúng ta bổ sung những cái dưỡng chất cho thành phần đó. Và khi mà mình mắc COVID ấy, thì cần phải ăn những cái đồ ăn đầy đủ dinh dưỡng cũng như là uống bổ sung thật là nhiều nước để cơ thể của chúng ta không bị thiếu nước các bạn nhé. Thay vào đó, khi mà mình không thích uống nước lọc, hãy uống một tách trà ấm, trà chanh ấm hoặc trà gừng ấm, hoặc là trà chanh gừng mật ong tỏi. Các bạn có thể uống những loại đó. Nếu như mà chúng ta có sẵn nguyên liệu nào thì các bạn hãy chuẩn bị nguyên liệu đó các bạn nhé. Đừng chủ quan với nó nhưng cũng đừng hoang mang quá để cơ thể của chúng ta nó được nhẹ nhàng nhất, đón nhận nó một cách nhẹ nhàng thì mọi bệnh tật nó cũng sẽ trôi qua rất nhẹ nhàng các bạn nhé. Các bạn ơi, sau khi mà các bạn thấy cái phần nước sông nó bắt đầu sôi nhiều lên như thế này rồi đấy, thì các bạn sẽ ngửi thấy cái mùi tinh dầu nó lên, nó rất là thơm. Có thể khi mà mắc COVID các bạn sẽ bị mất mất cái khả năng ngửi, ngửi mình không còn ngửi thấy cái gì nữa và ăn mình không có cảm giác ngon miệng nữa. Tuy nhiên khi xông như thế này nó sẽ làm cho cái đường hô hấp của mình được thoải mái hơn, được thông thoáng hơn. Và một cái điều quan trọng khi mà các bạn xông như thế này thì các bạn nhớ là hãy mở cửa sổ này hay là mở cửa chính để cả không gian trong ngôi nhà của mình nó được thông thoáng và cả gia đình được hít thở những cái nguồn tinh dầu rất là thơm và rất là dễ chịu như thế này. Các bạn đừng đóng cửa lại hay cũng đừng trùm chăn nhé. Hãy nhớ là khi mà mình mắc COVID như thế này, cơ thể của chúng ta rất dễ bị mất nước mà mình cần phải bù nước cho cơ thể. Chính vì vậy khi mà các bạn xông mà các bạn úp chăn ấy, cái phần lỗ chân lông nó mở ra thì nó sẽ làm cho cái nước ở trong cơ thể mình nó cũng bị mất đi. Chính vì vậy mà khi mà mình mắc COVID như thế này thì các bạn đừng trùm chăn như vậy. Các bạn hãy xông ở trên bếp như thế này thôi để cho cả cái không gian trong ngôi nhà của mình nó được thơm mùi tinh dầu. Và cái thời gian mà các bạn bật bếp xông như thế này là trong khoảng thời gian là 30 phút các bạn nhé. Và khi mà mình xông như vậy thì các bạn đừng để lửa lớn quá mà các bạn để lửa trung bình để cho nó cái tinh dầu nó bay từ từ như thế này đấy. Nhớ là phải để cửa thật là thông thoáng các bạn nhé. Và mỗi một ngày thì các bạn nên xông, tốt nhất là xông vào cái thời gian buổi sáng khi mà mình vừa mới thức dậy. Mình đặt một cái nồi nước xông vừa uống trà, vừa xông vừa ăn sáng, đúng không các bạn? Rất là thoải mái, rất thư thái. Và đây cũng là một chẳng may mà mắc thì mình cứ nghĩ như là mình vừa có một cái kỳ nghỉ 7 ngày đi. Cố gắng để cơ thể của chúng ta được khỏe mạnh hơn, được tốt hơn và đừng có buồn, đừng có bi quan quá các bạn nhé. Và đây là toàn bộ những cái chia sẻ của mình khi mà cả gia đình mắc COVID thì cảm thấy nó trôi qua rất là nhẹ nhàng. Đặc biệt là hãy uống thật nhiều nước khi mà các bạn xông như thế này, hãy uống thật nhiều nước để cấp nước cho cơ thể. Đừng uống nước trắng nhiều mà hãy thay vào đó các bạn thử làm một tách trà chanh ấm mật ong hoặc là một tách trà gừng mật ong, các bạn sẽ thấy là thư thái hơn rất là nhiều. Và mình hy vọng video này sẽ đem đến cho các bạn thật nhiều giá trị và rất cảm ơn các bạn đã lắng nghe video này của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở trong các video kế tiếp và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn.